Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh được Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ 6 ngày 26 tháng 5 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Giáp Thân, tháng Đinh Tỵ, năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tử Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thi Lao, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành đi mệnh, tuyển trung thủy, ngày Giáp Thân tức chi khắc can, nghĩa là kim khắc với mộc, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm, tuyển trung thủy, kỵ tuổi, mậu dần, bính dần, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi mậu tý, bính thân, mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày thân lục hợp với tỵ, tam hợp với tý và thìn, thành thủy cục, xung với dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi mậu dần, bính dần, canh ngọ, canh tý, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ hợi, quý sửu, quý tỵ và quý mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt như sao Nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao Ngũ Phú, tốt mọi việc, sao Tục Thế, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao lục hợp, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Tiểu Hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao Hoang Vu, xấu mọi việc, sao Hỏa Tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái, sửa sang nhà cửa, sao Hà Khôi, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao Lôi Công, xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao Nguyệt Hình, xấu mọi việc, sao Ngũ Hư, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao Cẩu Giáo, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng đông nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 26 tháng 5 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ 6 ngày 26 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý may mắn được tam hợp cục che chở nên thể hiện được bản lĩnh và sự nhanh nhẹn của mình trong mọi vấn đề gặp phải trong hôm nay. Dù đối mặt với khó khăn nào trong công việc cũng đều nhanh chóng xử lý một cách khéo léo nhất có thể. Tình hình tài chính của bản mệnh cũng vô cùng thuận lợi nhờ cát khí đang hưng vượng. Đặc biệt, những người làm việc liên quan đến nghệ thuật sáng tạo hoặc kinh doanh buôn bán sẽ được lợi hơn cả. Con giáp này có nguồn cảm hứng dồi dào cho nên những kế hoạch mà bản mệnh thực hiện đều mang lại kết quả tích cực. Kim sinh thủy còn mang tới những tín hiệu tích cực cho chuyện tình cảm của Tý. Những bạn đã có đôi thì sống trong những phút hạnh phúc ngập tràn. Yêu và được yêu, cả hai không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình mà chẳng nghĩ suy quá nhiều. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, thể hiện được bản lĩnh và sự nhanh nhẹn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, xử lý vấn đề một cách khéo léo nhất có thể. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, tài chính thuận lợi nhờ cát khí hưng vượng. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, kế hoạch đạt kết quả tốt nhờ cảm hứng dồi dào. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, đôi lứa sống trong hạnh phúc ngập tràn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 26, số 86, số 19. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường,
xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 26 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Bước sang ngày mới, xem tử vi cho thấy người tuổi Sửu có được sự quyết đoán và dứt khoát khi đứng trước các lựa chọn quan trọng trong hôm nay. Nhờ tỷ kiên soi chiếu, bạn có thể đi trước người khác, trở thành nhân vật nổi bật, có tầm ảnh hưởng và giành nhiều lợi thế về phía mình. Dù năng lực của bạn đã được khẳng định, nhưng không phải việc gì con giáp này làm cũng đúng nên đừng khoe mẽ quá về khả năng của bản thân. Sự thật là ngoài kia còn có rất nhiều người tài giỏi, thậm chí hơn bản mệnh rất nhiều, vì vậy hãy luôn giữ tâm thế cầu thị, học hỏi thế giới xung quanh mình sẽ tốt hơn cho tương lai của bạn. Chuyện tình cảm của tuổi Sửu cũng khá thuận lợi nhờ thổ sinh kim. Những áp lực trong cuộc sống và công việc của con giáp này dường như chẳng còn là gánh nặng với bạn mỗi khi bạn ở bên cạnh người ấy. Đối phương là nguồn an ủi và động viên lớn lao với bạn. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, có được sự quyết đoán và dứt khoát. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, tận dụng cơ hội, giành lợi thế về phía mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, đừng khoe mẽ quá về khả năng của bản thân. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, luôn giữ tâm thế cầu thị, học hỏi người khác. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, có được sự an ủi và động viên từ nửa kia. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 9, số 72, số 18. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, vàng. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 26 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần. Tử vi ngày mới của 12 con giáp cảnh báo những hung hiểm mà người tuổi Dần có thể phải đối mặt trong ngày bị cục diện tương xung án ngữ. Bạn có thể xảy ra xích mích, hiềm khích với người khác vì những quan điểm trái ngược, đôi bên lời qua tiếng lại khá căng thẳng. Thái độ nóng nảy của bạn trong ngày này có thể rất dễ làm mất lòng người khác hoặc rước họa vào thân, khiến mọi người xa lánh. Bạn nên điều chỉnh lại trạng thái và kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn trong mọi cuộc tranh luận. Lại thêm, trong ngày gặp mộc kim xung khắc, khiến bản mệnh cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của mình khi không được người ấy thấu hiểu. Dù tình cảm gửi trao nhưng đối phương không trân trọng, không biết rằng bạn đã phải hy sinh rất nhiều để có được ngày bên nhau như hôm nay. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, có thể xảy ra xích mích, hiềm khích với người khác. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, quan điểm trái ngược dẫn đến lời qua tiếng lại. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, dễ làm mất lòng người khác do thái độ nóng nảy. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, nên điều chỉnh lại trạng thái và kiểm soát cảm xúc. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 91, số 63, số 24. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 26 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Bước sang ngày mới gặp kiếp tài tác động, tình hình tài chính của Mão trong ngày thứ 6 này không được khả quan cho lắm. Tài lộc có dấu hiệu hao hụt, tiền vừa kiếm được cửa trước đã trôi đi theo cửa sau, có bao nhiêu cũng chẳng giữ được trong tay. Tốt nhất trong thời gian này bản mệnh nên tránh xa những trò chơi đỏ đen, may rủi, thận trọng với ý định, kế hoạch đầu tư nếu như chưa thực sự nghiên cứu kỹ càng. Đặc biệt,
Trước những lời mời chào nghe có vẻ hấp dẫn, hãy đặt nghi vấn đề tính xác thực, vội vàng nghe theo có thể khiến bạn trả giá đắt. Chuyện tình cảm trong ngày ngũ hành xung khắc cũng chẳng tốt cho lắm. Càng ngày, bạn càng cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này, bạn cảm thấy dường như chỉ luôn là một mình bạn nỗ lực, còn đối phương đang khá lạnh nhạt và thờ ơ. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, tình hình tài chính có dấu hiệu hao hụt. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, tiền kiếm được nhưng không giữ được trong tay. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, nên tránh xa những trò chơi đỏ đen, may rủi. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nên thận trọng với ý định, kế hoạch đầu tư. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, ngày càng mệt mỏi với mối quan hệ hiện tại. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 24, số 83, số 11. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 26 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Tử vi hôm nay dự báo về những may mắn mà tuổi Thìn có thể gặp được nhờ cục diện ngũ hành tam hợp, Thân Tý Thìn trợ mệnh. Sự nghiệp thăng hoa hơn, bạn không hề nao núng trước những khó khăn hay biến cố bất ngờ xảy ra mà vẫn bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề một cách hiệu quả nhất. Chẳng những vậy, tài chính cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực, có nhiều khoản thu tăng lên bất ngờ. Đặc biệt là chuyện làm ăn, kinh doanh rất thuận lợi, thậm chí con giáp này còn có cơ hội mở rộng quy mô cũng như không gian phát triển cho mình trong tương lai. Ngày ngũ hành sinh xuất khiến chuyện tình cảm có phần sa sút. Cả bạn và nửa kia đều có quan điểm trái ngược, trong khi ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của mình, muốn người kia làm theo ý mình, cứ thế tranh cãi bùng nổ, mâu thuẫn nảy sinh là điều tất yếu. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, sự nghiệp thăng hoa, không nao núng trước khó khăn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, bình tĩnh giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, tài chính có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, chuyện tình cảm lứa đôi có phần sa sút. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 17, số 94, số 56. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tý, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 26 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Tử vi ngày mới cho thấy, được lục hợp tương trợ, tuổi Tỵ nên tận dụng thời cơ này để phát triển sự nghiệp cá nhân lên một tầm cao mới. Con giáp này đã xác định được mục tiêu dài hạn của mình, có cột mốc để hướng đến chứ không còn mông lung, mơ hồ như trước. Tin vui nữa là vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ cũng đang tiến triển vô cùng hanh thông, thuận lợi. Con giáp này tìm được thời cơ để phát huy khả năng, thế mạnh của mình, nhờ thế mà làm việc gì cũng hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập dồi dào. Tiền bạc dư dôi, chẳng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền nhiều như trước nữa. Cát khí còn báo hiệu người cầm tinh rắn có vận đào hoa khởi sắc, con giáp này đón nhận những tin tốt lành trong chuyện tình cảm. Bản mệnh có thể gặp được đối tượng ưng ý, có khả năng trở thành một nửa của mình trong tương lai khi những rung động lúc ban đầu của hai bạn khá mãnh liệt. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, tận dụng thời cơ để phát triển sự nghiệp cá nhân. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, xác định được mục tiêu dài hạn của mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, vận trình tài lộc tiến triển vô cùng hanh thông. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, tìm được thời cơ phát huy khả năng, thế mạnh. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, vận đào hoa khởi sắc, nhiều tin tốt lành. Các chỉ số trong ngày.
Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 68, số 12, số 98. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 26 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Bước sang ngày mới, dưới ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, nên giữa tuổi Ngọ và nửa kia xuất hiện nhiều vấn đề khúc mắc khó giải quyết. Có lẽ sẽ rất khó để hai người luôn đồng quan điểm trong mọi trường hợp, quan trọng là cách hai bạn lựa chọn để cư xử với người kia. Muốn gìn giữ hạnh phúc, cả bạn và người ấy đều cần biết tôn trọng những điểm khác biệt của nhau, đừng vì điều đó mà sứt mẻ tình cảm giữa hai người. Yêu nhau, đến với nhau đã không dễ, đừng chỉ vì cái tôi và sự nóng nảy nhất thời khiến hạnh phúc đổ bể. Thương quan xuất hiện cũng khiến các kế hoạch dự tính trong công việc của Ngọ bị trì hoãn. Bạn không nên để tình cảm ảnh hưởng đến công việc của mình. Hãy phân rõ việc công và tư kẻo gây ra sai sót sẽ rất hoài phí những nỗ lực bền bỉ trước đó của bạn. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, đôi lứa xuất hiện nhiều vấn đề khúc mắc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, nên có cách cư xử hợp lý với nửa kia. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, cần biết tôn trọng những điểm khác biệt của nhau. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, các kế hoạch dự tính trong công việc dễ bị trì hoãn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, không nên để tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 20, số 95, số 17. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tím. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 26 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Người tuổi Mùi trong ngày được tài tinh chính tài chiếu mệnh, nên phương diện tài lộc tiền bạc rất dồi dào. Nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính. Người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức của mình đã bỏ ra, cải thiện nguồn thu nhập giúp cuộc sống bớt đi phần nào vất vả. Trong khi đó, người theo nghiệp kinh doanh buôn bán cũng có thể gặp được nhiều đối tác đáng tin cậy, hàng hóa nhận được sự yêu thích của khách hàng nên lưu thông rất thuận lợi. Bạn còn nhạy bén với sự thay đổi của thị trường nên luôn có những kế hoạch độc đáo và thu hút tốt. Thổ sinh kim nên chuyện tình cảm của tuổi Mùi khá yên bình, không có quá nhiều biến động. Con giáp này biết cách điều chỉnh mối quan hệ và không để cho mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của mình. Bạn hoàn toàn hài lòng với tình trạng hiện tại. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, phương diện tài lộc tiền bạc rất dồi dào. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, nhận được những gì xứng đáng với công sức bỏ ra. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, thu nhập được cải thiện giúp cuộc sống bớt vất vả. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, gặp được nhiều đối tác đáng tin cậy. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, chuyện tình cảm yên bình, không có biến động. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 16, số 80, số 24. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 26 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, trong ngày gặp hung tinh thiên quan cản trở,
Tuổi Thân được nhắc nhở nên chuẩn bị tâm lý trước bởi sẽ có những chuyện rắc rối xảy ra. Nếu ngày này bản mệnh không cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói thì thị phi là điều khó tránh khỏi. Đặc biệt là những người thành công thì càng dễ có nhiều kẻ tiểu nhân gièm pha sau lưng. Có thể thời gian qua bạn quá tỏa sáng, đạt được nhiều thành tựu nên cũng vô tình trở thành cái gai trong mắt kẻ ghen ghét. Dù cây ngay không sợ chết đứng, nhưng bạn cũng nên có lòng đề phòng để tự bảo vệ bản thân. Chuyện tình cảm đang êm đềm quá đến mức trở nên nhạt nhẽo. Bạn nên chủ động tìm cách hâm nóng mối quan hệ trước khi những nguy cơ xuất hiện. Dù cả hai không có xung đột trực diện, nhưng điều đó không có nghĩa tình yêu của hai bạn vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, chuẩn bị tâm lý đón nhận những rắc rối. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh thị phi. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, đề phòng kẻ tiểu nhân gièm pha sau lưng. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tình cảm êm đềm đến mức nhạt nhẽo. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, nên chủ động tìm cách hâm nóng mối quan hệ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 21, số 70, số 50. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ, Thìn, Tý, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 26 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Chính quan xuất hiện, tuổi Dậu gặp nhiều may mắn ở phương diện công danh sự nghiệp. Cát thần này sẽ giúp bạn có được cơ hội hợp tác với nhiều người có chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm. Bản mệnh có thể sẽ trở thành trung tâm của nhóm và gặt hái được nhiều thành công. Tài vận cũng được cải thiện nhờ những nỗ lực và sự tích lũy không ngừng nghỉ trong suốt thời gian vừa qua. Thu nhập được đảm bảo tạo ra sự tự tin cho con giáp này. Nhờ vậy, bạn cũng có thể mạnh dạn theo đuổi những ước mơ mà bản thân đã ấp ủ từ lâu. Lưu ý, ngày này với người tuổi Dậu, nếu có ý định xuất hành đi xa, bạn nên chọn đúng giờ hoàng đạo và hướng xuất hành tốt để công việc thêm phần thuận lợi, tránh những rủi ro không đáng có. Hướng tốt bao gồm, hướng Đông Bắc sẽ giúp bạn gặp hỷ thần và hướng Đông Nam sẽ giúp bạn gặp được tài thần. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, có cơ hội hợp tác với người có chuyên môn cao. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, trở thành trung tâm của nhóm nhờ năng lực của mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, tài vận sớm được cải thiện nhờ quá trình tích lũy. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, có thể mạnh dạn theo đuổi ước mơ đã ấp ủ. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, không nên tiến hành việc đại sự trong ngày này. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 24, số 86, số 16. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 26 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Trong ngày thứ 6 này, gặp thiên tài chiếu mệnh sẽ mang tới cơ hội kiếm tiền cho người tuổi Tuất, đặc biệt là những người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, ngành nghề tự do, vận trình tài lộc tăng tiến không ngừng. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. Con giáp này chẳng cần phải cố gắng gì nhiều cũng có thể thành công, tiền bạc vô cùng dồi dào. Tuy nhiên cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh, tiền bạc kiếm được, nhưng nếu người tuổi Tuất không biết cách quản lý tài chính, thì tiền có chất thành núi cũng sẽ sớm hao hụt. Đây là lý do khiến cho con giáp này chẳng thể giữ nổi tiền bạc trong tay. Thổ sinh xuất cho kim, còn cảnh báo Tuất về những rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm hiện tại. Tình cảm vốn không thể gượng ép, nếu cứ chỉ có một bên cố gắng thì sớm muộn gì mọi thứ cũng đổ vỡ. Người độc thân vẫn chưa có cơ hội để thay đổi tình trạng hiện tại. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, người kinh doanh buôn bán có thêm cơ hội kiếm tiền.
Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, tài lộc tăng tiến, tiền bạc vô cùng dồi dào. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, cần biết cách quản lý tài chính để tránh hao hụt. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, đề phòng những rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, tình cảm cần cả hai bên cùng vun vén. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 74, số 93, số 21. Giờ tốt: từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 26 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Bước sang ngày mới, gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tị Hợi gây trở ngại cho vận trình. Người tuổi Hợi có thể phải đối mặt với những vấn đề lục đục, đấu đá nội bộ tại nơi làm việc. Các mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả và chất lượng công việc của bạn, vì vậy bản mệnh nên dĩ hòa vi quý nhất có thể. Việc tạo quan hệ tốt với mọi người lúc nào cũng là điều cần thiết. Hợi hãy thể hiện mình là một người chuyên nghiệp, chớ nên để cảm xúc cá nhân tác động tiêu cực. Trong mọi vấn đề, bạn nên tìm hiểu thông tin kỹ càng, chớ vội đưa ra đánh giá chủ quan kẻo tự gây bất lợi cho bản thân. Bù lại, chuyện tình cảm có phần khởi sắc hơn. Kim sinh thủy, cả hai đã tìm ra cách để hóa giải những mâu thuẫn và bất đồng trước đó, bản mệnh và người ấy đã tìm được tiếng nói chung, tìm được cách để vượt qua cơn khủng hoảng và một lần nữa thắp lên ngọn lửa yêu thương. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, đối mặt với những vấn đề lục đục, đấu đá nội bộ. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, nên giữ thái độ dĩ hòa vi quý nơi làm việc. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, chớ nên để cảm xúc cá nhân tác động tiêu cực. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đánh giá vấn đề. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, tình cảm có khởi sắc nhờ hóa giải mâu thuẫn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 96, số 28, số 73. Giờ tốt: từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, đen. Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão, Dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.